Phát biểu tại phiên điều đình kinh hải tế xã hội sáng 30 tháng 10, Trung tướng Trần Diệt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng cho biết, năm 2019, tình hình an ninh, chính trị trái đất có nhiều biến động, đặc biệt, các nước lớn đã điều chỉnh chế độ quốc phòng, quân sự, tăng chi ngân sách quốc phòng, đẩy mạnh luyện tập, diễn tập, thực binh ở quy mô vừa, lớn. Đối với tình hình khu vực biển Đông, theo Trung tướng Khoa, thời gian qua có nhiều tình tiết rất phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh. An ninh ở khu vực biển có tuyến hàng hải quan trọng vào bậc nhất trái đất, đồng thời đe dọa tới an ninh khu vực, an ninh các nước có chung khu vực biển Đông. Từ tháng 5 khi chúng ta hoạt động dầu khí trên biển và nhất là từ đầu tháng 7 đến cuối những ngày tháng 10 vừa qua, nước ngoài đã đưa lực lượng xuống phản đối chúng ta hết sức phi lý. Đây là điều chúng ta không thể chấp nhận được. Ngoài ra, họ đưa tàu xuống khảo sát và thăm dò, có những thời điểm đưa tới 35 trừ 40 chiếc tàu xuống để bảo vệ, tướng qua thông tin. Theo Giám đốc Học viện Quốc phòng, trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Thủ tướng đã chỉ dẫn Bộ Quốc phòng, phối hợp ngặt nghèo với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao tiến hành ngoại giao để đấu tranh trên cơ sở đấu tranh pháp lý nhằm khẳng định tự do của nước ta trên thực địa, quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ dẫn các lực lượng hải quân, cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư soàn xuyên bám sát, cầm chắc tình hình, tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng để khẳng định khu vực tự do, quyền tự do của chúng ta không thể chối cãi theo quy định quốc tế, luật biển 1982. Ông nói thêm, có thể khẳng định, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật sống sót của dân tộc ta và quy luật đó hiện giờ thể hiện ở hai khía cạnh là thành lập chủ nghĩa xã hội, đồng thời, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tình hình hiện giờ với đặc điểm, những yếu ớt tố tác động tới sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, theo tướng Khoa, đòi hỏi chúng ta có giải pháp phù hợp để đấu tranh trong việc giữ vững môi trường tự do, phát triển đất nước. Tướng qua cho hay, năm 2018, sau khi Bộ Chính trị thông qua kết luận các chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và chiến lược bảo vệ biên giới Giang Sơn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tiến hành quán triệt sâu sắc các chiến lược này. Đây là cơ sở để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thành lập tổ chức biên chế quân đội và bán quân vũ khí, trang bị, bảo đảm theo tinh thần tinh, gọn, mạnh, phục vụ với các kiểu chiến tranh văn minh trong điều kiện mới có thể nói đất nước ta đã từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh và chúng ta thấy được sự tàn ác của cuộc chiến tranh, sự mất mát của mỗi gia đình, dòng họ. Do đó, việc bảo vệ tự do tự do hoàn toàn lãnh thổ là nghĩa vụ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tướng Qua nêu rõ. Trung tướng Qua nhấn mạnh thêm, chúng ta cũng luôn luôn phải cảnh giác, tỉnh táo và chuẩn bị các phương án cao nhất với các tình huống có thể xảy ra vì lợi ích gian sơn của dân tộc. vì tự do tự do hoàn toàn lãnh thổ chúng ta phải chuẩn bị bảo vệ và đẩy lùi các nguy cơ chiến tranh giữ vững môi trường tự do ổn thỏa để phát triển đất nước